Ga Đà Nẵng sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020, ngày đầu mở lại hoạt động vận tải, nhà ga vẫn điều hưu, vắng vẻ. Dịch Covid-19 hạ nhiệt, Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách đi và đến Đà Nẵng. Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng đã huy động nhân viên làm vệ sinh, phun sát khuẩn tại khu vực bán vé và phòng chờ. Dẫu vậy, tính đến 10 giờ ngày 7 tháng 9, ga Đà Nẵng mới chỉ bán được 100 vé cho hành khách lên tàu từ ngày 7 đến 13 tháng 9. Tại bến xe trung tâm Đà Nẵng, quầy bán vé, nhà chờ cũng vắng lặng vì lượng khách đến bến rời Đà Nẵng chỉ lác đác vài người. Vẫn chưa có nhiều nhà xe hoạt động trở lại do một số địa phương vẫn đang áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người trở về từ Đà Nẵng nên người dân vẫn còn tâm lý e ngại. Em biết là được về quan tâm thì họ cũng nhận. Nên là sáng nay mình tiến hành mình xin phép và mình về thăm gia đình. Cũng rất là phấn khởi khi Đà Nẵng được trở lại sau những cái tháng cách ly. Mình nghỉ từ ngày 27 tháng 7 tới bây giờ là ngày 7 tháng 9 là mình mới nghe thông tin là Bộ Giao thông Vận tải là cho chạy lại, nhưng mà khi chạy là cho chở được một nửa số người thôi. Với lại là phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch, sát khuẩn đồ đầy đủ. Khách thì vẫn đi lại vẫn ít anh. Mình chỉ có 2-3 người đi thôi. Trong ngày 7 tháng 9 cũng đã có 2 chuyến bay của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng bay đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hãng hàng không Vietjet Air cũng có thông báo khôi phục các đường bay nội địa đến và đi từ Đà Nẵng.